Ôi rồi đây cả nhà. Ôi bạn nghĩ cả nhà ơi. Ủa nó mím cứng gắt luôn đâu chẳng rồi. Để để nó đây nè. Cắn rồi luôn, cắn gầm luôn. Dữ lắm. Ừ, hai xin chào cả nhà đến kênh YouTube Gớt Quê nha. Chào cả nhà mình nha. Chào mình nha. Xin chào nha. Hôm nay mấy anh em mình đi xôi đêm cả nhà. Xôi đêm có gắn chuột gì không? Gắn chuột. Mấy bữa nay mưa cũng mưa dầm cũng ngon lắm cả nhà. Không biết có không? Tại vì trên đồng là người ta cắt hết trơn rồi. Cắt lúa hết rồi. Cắt lúa thì nó sẽ gom xuống. Có chuột rồi, đâm chuột luôn nha. Đập con gì mình giết con đó. Ôi chuột bự. Trở lại anh Phương. Trở lại anh Phương, ve ve cái anh Phương. Ôi con chuột nó bự. Con nhum. Nhảy xuống hồi phục. Ồ, nó chạy quá trời nhanh cả nhà ơi. Nhưng 3 kg luôn. Ngăn nước cả nhà ơi. Thấy ngăn nước rồi. Chỉ ra đi. Ta nhắm mà ta nhắm chụp được rồi tao bay rồi thì chụp luôn rồi đó nè. Nó nằm dắt từ từ đi. Từ từ lấy gì kẹp nó đi anh Phương ơi. Nhắm kẹp được không? Kẹp được không? Không được, tao phải đâm sao nè. Đâm. Xảy chuột ngay đây cả nhà, chuột cũng dùm bành kia luôn. Dính vụt. Dính đường ngăn nước rồi nè cả nhà. Dễ luôn. Nó vô rõ nó dính vô. Dính dễ vô luôn. Chứ đi rút gạt nó đi luôn à. Cũng được chứ mấy không? Một gỡ đi rồi quay. Giống cái hồng hành á. Ồ, táp hả? Táp gì trời. Hùng ghê ha. Này nha. Tôi quấn vô cái dễ này. Ủa nó hùng kìa. Ồ. Đừng đợi đèn vô đây, không thấy. Ủa nó hùng. Rồi dính nè. Dính à? Tôi lố vô này ghê không? Vậy mà nãy mình guồng ở đây nó không chạy nha. Bởi vậy. Rồi chết ra. Con cái nước đầu tiên. Bội thu của anh em mình đầu tiên. Cái nước này nhỏ. Chút xíu mình quay trở lại con lập nó hả? Đó, mình gầm nó đó. Ổ chuột cả nhà ơi. Thế anh Phương bóp luôn. Chụp nó luôn. Anh biết ổ chuột bự không ngoài sao? Chụp nó luôn Phương. Chuột. Không. Rồi, có rồi. Có. Hết biết ổ con nè. Không có. Rồi, trời. Chim cả nhà ơi. Anh buông cái dầm xuống á, anh buông cái dầm xuống anh chụp luôn anh Phương. Hồ chim rồi. Con gì hả? Con núm con hay gì ơi? Cúm núm phải không? Ừ, cúm núm con. Cúm núm. Cúm núm đỏ mắt gì đó. Cúm núm đem gì nuôi luôn. Ồ đã rồi ta. Núm đỏ mắt không? Mình cúm núm gì á? À, núm. Núm, cúm núm. Núm, núm, núm con. Đem gì nuôi luôn. Đem gì nuôi luôn, nuôi nó luôn. Nuôi đi về. Chứ giờ thì sao? Nhỏ xíu ăn uống gì? Ăn uống gì? Nè. Nuôi con hết. Chín một. Nào, không, không dính chết. Trời, cho cái hang. Bỏ vô. Bỏ vô. Rút trẻ đi cô ơi. Gắn cái chợ. Gắn nó bự. Trong cái hang này nè Phục ơi. Trong cái hang này nè Phục ơi. Ơi, ớt thân tóc vậy. Tóc hả? Rồi chứ cái đầu bắt xuống thôi à. Gắn, gắn trong này nè. Gắn nó thục cái đầu vô đây nè. Con coi ra đây coi con nó ăn đi không có giá đồng tiền chắc.
Mình đâu có tính nghi nghĩa đầu ăn đâu. Thôi chừng nó thôi ra đó nha. Để gì? Thôi ra khỏi đây thôi. Cái hang này nó không có hang nụ ra rồi. Ôi dồi, kẻ nó đinh coi nè. Thôi rồi. Gắn cũng bự cả nhà. Lấy cái cán ra nên Vương. Ở trong đó đó. Đó đó, đang cón chẳng á. Coi ra coi cái lắc ra đó. Rồi, khôn ghê. Hút chưa liền chứ. Không biết nó sâu không nữa. Phải vậy. Ờ, nó sâu nữa chứ. Thì mình không có đem giá bọng hết trơn cả nhà ơi. Sâu hả? Sâu hả? Còn có ngách không Phụ? Ai ngách thì không có rồi. Không có, giờ nó có một hàng đi xuống. Lấy được cái dao cả nhà. Ở dưới xuồng giờ có được cái dao. Mượn cái xuồng được luôn cái dao. Nó chui vô đây, này này. Cứng chưa? Sạm lại, sạm lại. Sạm lại cứng mới được. Còn kỹ hay mọi người có cái ngách không? Ừ, có cái ngách thành không? Con ngách nó phóng ra kìa. Đường cốc nó nhảy hết hồn rồi. Cứng vậy. Yeah, hồi nãy là nó một con ếch, nó nhảy nước. Ừ. Rồi mình mới thấy nó luôn đó. Con này bự hơn con nãy đó Phục. Bự hơn nhiều. Đào chậm chứ đào theo hang nó đào lâu lắm. Rồi theo hang nó đào không nổi thôi. Ừ. Lúc vô đây rồi chứ đâu, hôm nay chắc hang cùng chứ gì. Ở trên đó thì có cái hang này nè luôn Phương. Không? Không có nút ở đâu. Nãy ngắn nước không? Ngắn nước. Ừ. Nãy anh thọt là nó đi qua đây hay gì mà anh Phương? Đi qua đây mà. Đi qua đây mà. Anh chổng, con này chổng hơn không chứ. Ở đó không phải đâu, nằm dưới này nó. Nó âm. Phục rồi. Phục hàng. Lần nha. Để gặp nó. Hàng này, hàng này nè. Từ đây nè, đi, từ đây nè, âm vô đây mà không biết còn đi đâu đi nữa, nữa không nè. Sợ đi nữa. Ồ, hàng này chắc sâu hơn. Nãy sọt lúc cái cây luôn hả? Ừ, lúc cái cây. Phục vô, vô. Nếu mình không ấy nữa phóng đó. Ừ, nó tính ụt xuống nước. Nó tính ụt xuống nước luôn đó. Gách đội không? Làm như chuột á, gách đội. Đi gách đội thì nghỉ. Hang đâu có tiêu bệnh Phương? Còn hang mà, dễ tụt. Giờ nó rút vô tuốt chồng luôn rồi đó. Đó có đồ gì đó, có đứa kìa. Lú đùi, lú đùi, lú đùi, lú đùi, lú đùi. Vậy là nó không sâu. Lú đùi, lú đùi. Tôm ở chồng rồi đó. Lú đùi, lú đùi. Lú đùi à. Nếu bây giờ chấn động gì vậy? Đâu có, bắt nắm tay bắt luôn hả? Ừ, bắt sống luôn. Đó, lú đùi nè, 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 nè. Nắm đùi nó kéo ra đi anh. Nè, nè, nè. Nắm đùi kéo ra. Rồi, rồi. Lút nữa rồi. Biết cái lại, lút nữa rồi. Không có cái gì đào luôn cả nhà. Hên là cái hang này cũng hơi ngắn. Chưa lụm được cái dao dưới xuồng. Ôi nhóc ơi. Ừ, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Đừng hút vô đây. Qua đây, qua đây. Đúng rồi chưa? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Lôi cái gà anh Phương. Ừ. Nó miếm, nó miếm chẳng không? Nó miếm, nó cứ ngắt trời. Ôi dồi, bự mày ơi. Bự à? Bự, 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 bự. Bự mà, nãy bự hơn con mình đâm nhiều mà. Ôi rồi đây cả nhà. Ôi bệnh kia trời ơi. Ủa, nó miếm cũng ngắt miếm rồi chẳng rồi. Để lú đậu qua đây nè. Đó nó. Đây lú đậu qua đó mày thấy. Nó có cách đội thấy chưa? Lú qua đây nè cả nhà. Nó có ngách đội vô đây nè. Nè, để em động cho nó thục cái lại. Rồi rồi rồi, đây nè nè. Ừ, đó đó. Quá đã cả nhà ơi. Ồ, bánh kỳ nè. Ngon.
Ôi con này bắt bằng mình bắt cái trên An Giang nè phụ. Không, hơi nhỏ hơn tí. Nhỏ hơn tí à? Ừ. Mà chả nó vàng hơn. Ở chả nó động rộng dễ bắt. Đây đây bự sáng không khó bắt quá mẹ. Ủa cái đầu nữa anh Phương ơi. Rồi. Đó thiệt chứ. Rồi thu hoạch của mấy anh em mình cả nhà ơi. Xuống xuồng mình đi tiếp. Đầu cũng hên được cái xuồng nè. Hai con rắn rồi đó. Hai con nước. Cái này vừa lắc cái sao rồi. Lắc cách vậy thôi. Lắc cách ha. Hồi về đây làm gì được. Hầm siêu đủ cũng ngon. Về tối rồi hầm hiếp gì rồi. Kiếm đủ đủ rồi. Khó khăn vô đủ mình có rồi. Dạ. Bầm ra xào. Phải ngon cả nhà ơi. Nãy được con rồi. Giờ được con nữa là hai con. Cấm nấm nãy bắt mưa nữa thì mình nuôi đi. Nấm nhỏ quá mà. Nuôi. Thì không có bị bọng gì cho cả nhà ơi, mượn bao người ta luôn. Phục nó ngớt mới hộp xuống cả nhà ơi. Thấy nó không Phục? Nó thứ được không? Này đồng này người ta cắt rồi nè cả nhà. Dính rồi cả nhà. Ít đực. Ít này ít đực hết, ít còn nhỏ á. Nhỏ, nó hơi còn nhỏ. Thì mình bỏ nó vô bao thôi. Đi. Có mồi rồi đó cả nhà ơi. Có mồi nên mình lấy gai rồi đó. Em bây giờ xuống xuồng. Trời, dính không? Dính. Dính chuột rồi cả nhà ơi. Giấy bành kia đi. Giấy bành kia luôn á. Hên là nó ấy vô cây chuối á. Dính gốc cây luôn hả? Chứ không dính gốc cây nữa gì. Tà mũi chuột luôn hả? Tà mũi chĩa. Ồ, giấy bự cái nhà. Giấy bành kia. Rồi mập ạ. Đâu không? Cứ dính luôn ở trong đó rồi. Dính như này luôn. Giấy bự cái nhà. Chuột lù luôn á. Ghét. Rồi bỏ vô bao đi. Bỏ vô bao luôn. Gắn nước hả gì anh Phương? Gắn nước hả? Anh Phương thì đi trên bờ cả nhà ơi. Hai anh em mình thì bơi dưới sông. Rồi anh Phương bắt dính con gắn nữa nè. Quá ngon nước. Luôn. Ở trên ruộng hay là ở dưới mé anh? Nó lội ngang cái vò đạp. Đạp nó bắt luôn. Con này em cỡ con nãy nè. Con nãy. Ôi giời, đã hôm nay vô mánh gắn rồi. Vô. Rồi mà vô. Vậy anh đi trên nữa nha, hai em đi dưới. Đi trên nữa. Đi ngang nó luồn dưới vò mày. Quá không mà đạp nó mềm mềm. Hết hồn á. Dứt dứt cậu luôn, tôi chậm đại luôn. Chậm đại nè. Chậm đại luôn. Chậm đại. Trời ơi, kìa kìa, nó không bay Phục ơi. Rồi, bay luôn rồi. Dính rồi đó. Dính rồi đó Phục. Cò đỏ cả nhà. Buông luôn hả, buông cây chéo. Buông chéo luôn. Dính rồi. Để vô bị luôn anh Phương. Khó thấy nữa rồi. Nãy em gọi mà em thấy. Phục nó mới bán. Mới bán thằng thùng chết con chim vậy nha. Xà xả trống. Xà xả hay gì Phục? Xả. Bự không? Con này đẹp cái gân xả. Hả? Ủa con bự dưới ta? Ừ. Bạn kia luôn. Xà xả. Xà xả trống rồi. Đẹp ha. Bự chà bá luôn. Bự ghê. Xè cánh nó thử không? Xà xả. Trời con này nó ăn cá dữ dằn lắm nha. Cá bột mà ta ương nó ăn mà lựa cá bự không. Còn Phục ơi. Lẹ lẹ Phục ơi, để nó chạy Phục ơi. Kìa kìa. Còn. Kìa.
Đó, thấy không? Đó, nó. Đi nào? Chạy luôn rồi. Trời ơi, cây số lũ. Dính phục. Hết, được hết cát. Chuột nó. Ôi, thì đó nó nhảy còn nữa. Đợi cái cái ớt cái nhà. Ủa cái mà cái quan trọng á. Trọng lành rồi, bỏ vô bao luôn cô ơi, bỏ vô luôn. Đi ra đi soi đêm vậy nè cả nhà, đi đâm vậy là mình không dám nói chuyện nhiều nha cả nhà, sợ nói chuyện thì tới nó nhảy mất tiêu à, nên mình cũng hạn chế nói. Rồi Vinh. Vinh không? Vinh. Sao mới thấy phóng cái chọc mà Vinh anh Phương ơi. Rồi không Vinh rồi. Không mệt. Cũng giòn giòn ha. Cũng giòn giòn thôi mà. Cái này là nó ngọt dữ dằn. Cho nó vô bao luôn. Chắc giờ nó dạng hơn hồi nãy nè. Con này dạng quá Phục. Dính ếch nữa cả nhà. Nhỏ. Hơi nhỏ. Dính cái ngọt lắm. Dính nó chàng ơi. Dính công dùm cả nhà ơi. Chỉa lại. Chỉa lại. Con dùm bự cả nhà ơi. Bự. Bự dữ không Phục? Hả? Bự. Nhum bự. Ôi trời. Cẩn thận nó cắn à mụ ơi. Bắt bắt được. Rồi. Hết biết cũng nhum được rồi. Sao thấy che vậy, sao thấy nó bụt? Thấy thấy chị Ly đúng rồi. Ôi cũng nhum nó bự. Nè, tránh cổ đi, anh tránh cổ đi. Chị trời. Không sao hả? Mà nó mập kìa Phương. Nè, tránh cổ đi. Bớt cái đầu đó. Ủa làm cái ghê quá, phai phai từ từ thôi, từ 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 từ. Này cái nhà nhìn nè. Trời. Cạp cái ghê không? Phai từ từ luôn rồi. Rồi. Cắn lại luôn. Uống nhầm luôn. Dữ lắm. Ừ. Ừ, cũng được. Anh lấy cái cây kia kìa. Thôi từ từ nha, nó hung rồi nè. Đưa cái dầm đó. Đây. Ừ. Rồi, đè đầu đó luôn. Luôn. Mồi bén luôn rồi. Này tới mồi luôn. Các anh em mình về luôn rồi cả nhà ơi. Đang hù luôn rồi cả nhà. Bự ghê không? Quá luôn. Cái da cái lòng của nó phục. Sưng 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 lên ha. Ôi trời. Này là đưa vô cái này nó cắn nha. Ôi hết em mình. Bởi vậy nó còn vòng vòng đâu đây nè. Hình như con này con nãy mà mình xảy không ta? Con nãy nè. Cái đâu nguyên cái khu này từ nãy. Ôi đã đời. Quá đã rồi. Qua bao cho mình về luôn. Về luôn. Về luôn cả nhà ơi. Trúng bánh nữa. Trúng bánh nè. Hai mồi luôn. Đi chơi đi cho bộ đóng nắng luôn bộ. Để gắn vô được rồi đó. Vì là ba anh em mình thằng cũng thuê lắm mà ba con con chuột mấy con chim mấy con ếch nữa nhiều nhiều bữa nay nhiều quá trời luôn nè trời. Chuột chuột mình nước y đi mình nước mình chơi mình nước tươi luôn mình tươi luôn à, vậy đó nó mới ngon ai à giận nước đã mũi rồi đói bụng luôn cả nhà. Đi về tới nhà cũng 11 giờ tới lúc này.
rồi bừng bừng thì đã ha. 19 nhanh hơn, nó thơm lắm. Chín nữa chín gì? Gắn nước này nó mềm chứ. Không cứng, cứng da. Cái xù đủ này nó cũng mỏi dịch rồi nè, nó mềm. Quay xù đủ trắng. Gắn của mình giờ cũng đã chín rồi cả nhà, giờ chỉ đợi nướng nữa là nướng mình lai gai được rồi đó. Quá trời mồi luôn. Này là đặc sản không? Đồ đồng miếng xi. Này mình mấy anh em mình cũng kiếm cái gì mới mới lạ lạ để quay cho cả nhà mình cùng xem ha. Này là mình ăn mấy món luôn á, gắn nè, chuột nè, ếch nè, chim nè, 5 món. Còn nhỏ nhỏ. Chín cả nhà. Còn còn số này nữa, còn chục bự nữa là ngon lắm. Quá trời đã luôn. Là chín hết trơn. Là ha. Hồng nồi mỡ xèo xèo quá. Thơm. Phục nướng mà nuốt con miếng luôn cả nhà. Khuya rồi anh em cũng đói bụng dữ lắm luôn rồi. Thường thì đi hái rau găm rồi. Vậy giờ tới rồi. À, giờ anh em mình lay gai cả nhà, mồi chín hết rồi. À. Còn có con chuột cống nhum thì nó chưa có vàng cả nhà ơi. Tí xíu cái gì? Giờ anh em mình chiến cái này trước đi, cống nhum hộ mình làm sao? Hai ba, vô. Mà anh em ở nhà mình dùng như ngủ với mấy anh em rất quen nha, đi sâu đêm thì không có gì hơn, có được ba con rắn này, con chuột, con nhum với ếch, cò, chuột vậy đó cả nhà ơi. Rồi mời cả nhà nha, dùng với anh em rất quen mình nha, mời cả nhà nha. Cái phía này ngon ạ. Mời cả nhà dùng rắn hầm đu đủ với mấy anh em mình nha. Đấm đang muối ớt nè, rồi muối ớt siêu cay luôn. Mình thì ăn cay được, mình ăn mà ăn thêm kem nữa chứ ớt nữa vậy nè. Gì nó mới đã? Vậy nó mới đã. Rồi mời cả nhà nha. Quá đã. Ngon. Rồi mình xin phép mời cả nhà mình dùng gắn luộc xả nha, hầm đu đủ luôn. Luôn miếng ngọt. Đủ rồi, ngọt ngọt dữ lắm. Nóng. Nóng. Tại mình nóng, phải đủ nóng. Đúng rồi. Mình ngốc quá. Ngọt quá. Ngọt quá. Gắn vừa ăn luôn. Đủ rồi, mỗi dịch nè, đủ rồi, dịch nó ngọt. Quá ngon. Ngon. Tại mình đi xa quá. Đúng rồi. Về nó hơi kẻ. Ngon, 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 phới lắm rồi. Rồi, cả nhà dùng cục gắn nữa nha. Gắn ngon quá rồi trời. Nó còn mới mới vậy nè, anh Phương ăn ngon dữ lắm. Ngon, có củ, chứ nó nguội rồi mình ăn hết ngon. Rồi, mới làm cái đò nữa, ngon lắm rồi. Thôi, ghiêu 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 quần. Ai thương không? Ừ, ai đúng thương rồi. Mình còn gắn á, ai thương được, ăn ngon lắm. Chứ mấy người mà gắn đã yếu, anh thẳng ăn thương được. Ta tức lắm. Ngon quá cả nhà. Ngon. Nhà nhìn màu rắn hấp dẫn. Nước kìa coi. Có này nóng nóng gì lạ lắm. Nói trời, sao gà ba anh em mình đi bên này là cũng không, không có phí chỗ nào chẳng ta. Bên này ba anh em mình cũng bội thu nữa luôn. Bội thu. Ngọt ra nước ngon dữ à. Ngọt, được gắn gà nè, đu đủ rồi nè. Ngọt xong rồi. Giờ này mà ăn đồ nóng vậy thì ngon lắm cả nhà. Có củ, có củ, có củ. Mình chuyển qua bên đồ nướng này coi. Rồi,
mà dứt cục đó mình dùng con chim chảo chảo nữa nhà. Xà xả, xà xả, xà xả, xà xả, giống chảo chảo tưởng chảo chảo. Con ngu nó dai dữ lắm. Thôi anh em mình kêu luôn ha. Vô cái chỗ đã cái rồi. Mất siêu cay. Rồi rồi. Rau, rau răng, thêm vô. Đó. Đó. Có người dai không? Dai. Ngoài thịt dai dữ không? Dai. Ngu ngu ngu. Ớt vô. Thịt nó ngọt. Hết biết đúng không? Anh thấy em ít ăn cay quá. Ăn cay á. Anh thì ăn cay là nhiều. Ngon. Thì dai ngọt quá lạ. Ngon. Ở dưới quê mình chỉ cần chút xíu rồi cả nhà ơi, mình có thể bắt được gắn rồi ếch chim cò rồi nói chung cũng còn dồi dào lắm. Nãy mình đi ra cái chuồng bự quá bờ nặng. Sao nãy anh em mình bơi cũng xa lắm á cả nhà. Cũng hơi xa. Dùng đi dùng lại trong 4-5 cây số đó chứ đâu ít. Đúng rồi. Bơi vòng xuống kinh kia, bơi vòng bơi xuống một kinh nọ mà. Ai sẽ ngon cây ơi. Nó siêu cay cả nhà. Quá ngon luôn. Làm đủ mình có kèm thêm mấy cái củ hành nữa nè, nó ngon nè, nước ngọt nó mới ra. Củ hành ăn bùi lắm anh Phương. Đổi tiếp tục. Ồ, cái đầu gắn đã quá cả nhà, hấp dẫn. Chuyển qua mình ăn gắn tiếp tục nữa. Gắt tối mình để ngủ nè, không ngon. Tối về mình phải nấu. Có ngờ. Ngon lắm rồi, ăn gắt tối mà ăn nóng ăn đúng là không ngon á. Bùi, đã củ hành bùi. Dạ. Làm thêm miếng rau nữa. Ngon. Ở trong khu á vậy mà gắn nước nhiều hả anh Phương nha. Đi đây không cầm gắn không lái rồi nữa. Ừ. Làm chuẩn bị đi em kẹp gắn đồ theo. Lúc buộc. Hồi nãy thằng Trang không có quay cái khúc mình đi trên bờ đạp gắn. Dạ. Con nó bự chứ. Nó ở dưới cỏ không biết cái gì chứ, không biết con gì đạp nó cứ nhồi 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 dưới giò dựng đại lên. Nghe mềm mềm á. Mềm mềm. Nó cả nhồi 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 dưới giò á. Dạ. Mà đâu biết cái gì đâu. Thôi, hút đại luôn nè. Bây giờ ba anh em mình vô cái coi. Ba anh em mình vô. 1, 2, 3, vô. Mời cả nhà mình dùng chung đủ nha. Màn miếng rắn này. Cái tối này phải có gì một ly hay một hai ly ngủ đế thì dễ ngủ. Không phải là anh em mình đâu phải là gì ngủ người ta đi kiếm mồi vậy nè. Ngăn nước cái này còn khói bay phơi phới luôn. Đỏ lắm. Thịt ngọt nắc à. Cái này sao? Thịt ngọt nắc à. Nước ngọt. Dạ. Cực kỳ. Là luôn chung. Dạ luôn chung. Anh ăn luôn chung. Ăn chung cũng nhung nha. Để ra ăn canh ra. Vô đây là mấy anh em mình. Thôi. Bốn bê luôn. No mồi luôn. No mồi luôn cái nè. Chứ chơi bạn này mà ăn vậy là uống con ngủ thì ăn uống là chứ ăn không. Dạ. Hay là nấu cháo được. Thì ngủ được nhớ 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 ngủ. Xé con cò này ra dứt cái coi. Ngon quá nha. Cái clip trước mấy anh em mình đi bắt lươn đó nha. Quá trời vui luôn. Mà clip này cũng vui nữa nhưng mà mình không có nói chuyện nhiều được đó nha. Tại vì khi mà mình đi sôi á mà nếu mà sang mà nói chuyện á thì phục đâm á thì sẽ nhiều khi sẽ bị nhảy cả nhà. Nó nhảy thì mình không có đâm được. Nên mình cũng hạn chế nói chuyện không dám nói. Bơi xuồng không dám bơi động vô cái bè. Bởi vậy. Bơi cấp cái là nó nghe nó lặn liền, nhảy liền, nó nhát quá. Hồi nãy đi mấy anh em mình đi là cũng có người ta đi sôi cũng mấy người ta đi á cả nhà. Nhưng mà ta đi bằng máy, mấy anh em mình thì bơi mà. Ơi. Máy. Tại vì mấy anh em đi cũng trong
đi cũng xa, cách nhà cũng khoảng mười mấy cây á. Mười mấy cây. Rồi cái mấy mình trống là mượn xuồng của người ta rồi đi. Mình thẳng tay. Vô, vô, vô. 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 Nó cho ra trong đó ếch thì cũng ít chứ không nhiều không. Thịt. Chắc ra trống cũng cắm, câu luôn dữ lắm rồi. Câu, nó sôi nhóc trơn á. Vô con ếch coi. Ngọt. Cái đùi ếch này cho nha. Ếch là ngọt cực kỳ. Ăn phù quá. Trời ơi. Đã. Quá trời. Giờ đó bụng rồi, giờ mình phải ăn vô mới được. Hồi nào đó, mấy anh em đi đặt đẩy rồi. Đi chuột ha. Đi chuột. Chuột. Dạ. Cái chuột thì mình ở đây cũng có à. Hồi nãy cái đường mình đi thì xảy bỗng vừa không á, thấy không? Dạ. Có lầm. Trong mấy chỗ hầm hình đi ha. Mình đó. Đây, cái con này cả nhà. Cái con ếch thì mấy anh em mình nào hồi nãy là mừng lông luôn cả nhà. Chứ không có lột da đó. Ếch nó nhỏ quá lột da còn gì nữa. Dạ, nói vậy. Còn gì đâu ăn. Mà điều ếch để da ăn lại ngon. Dạ. Ngon hơn mình lột da. Bữa mình đi mình ăn da nó lột da đó. Dạ. Nếu mình ăn. Ăn nó không ngon không? Không ngon. Cò này phụ ơi chắc dữ lắm, chắc mà cũng ngọt bởi vậy, ngọt quá đúng không? Ừ. Không có con nào mà qua quan giả thịt nó dai cực kỳ dai. Ừ. Quá ngon. Nói chung là bữa nay mình mấy anh em mình cũng rất là may mắn luôn đó nha. Bắt được các thứ luôn. Ủ thứ không phải là một thứ. Chuột cũng nhâm một nè. Ừ. Rắn hai nè. Cò ba nè. Hết bốn nè. Chim năm xà xà nữa năm. Ừ. Năm thứ á. Năm thứ. Nói chung mấy anh em mình đi trải nghiệm như vậy thì nó vui lắm cả nhà. Thì bắt về cái mấy anh em mình làm lai gai lai gai. Cả nhà mà xem thấy cái clip nào mà cả nhà thích á thì nhớ comment ở dưới, rồi mấy anh em mình sẽ tái diễn lại, sẽ đi bắt lại nha cả nhà. Tại vì cái kênh của mấy anh em mình thì còn nhỏ nên cũng hạn chế người xem dữ lắm nha. Nay cũng được có clip thì mấy ngàn, có clip thì cũng có mấy trăm người xem thôi nha. Ở nhà xem mà thương mấy anh em mình nhớ ủng hộ kênh cho mấy anh em mình nha. Nhiều động lực và nhiều clip hơn nữa. Cái này nè, mình chưa đi trải nghiệm, chẳng phải mình ở trong đầm luôn. Mình bắt là mình đâu có gì đâu, nó trẻ như vậy đâu. Đúng rồi. Đúng không? Mình làm tại chỗ, mình dưỡng liệu hay gì đó đó. Mấy anh em mình thì chuẩn bị đi trải nghiệm mùa nước nổi đó cả nhà. Thì cũng gần tới rồi. Xong chừng vài clip nữa cho mấy anh em mình đi á. Đi mình trải nghiệm mùa nước nổi vui lắm cả nhà. Nhưng mà tự mênh mông đồng nước. Bồng thúng trắng rồi, đổ rồi ha. Nhìn mà nhớ lại rồi lúc mấy cái năm mà nước ngập nó còn nhiều nữa. Đó anh. Năm 2000. Trời ơi, lĩnh bỉnh. Vô. Anh nhớ cái năm anh mà cưới vợ năm 96 nè. Cái chuồng mà kế lại là đãi ăn luôn á, chứ đâu có chỗ đâu mà. Dạ. Ngồi. Cái ngập mênh mông chân mà. Kế cái chuồng vô rồi cái bộ giạc cái đó, cái cặp cái chuồng vô cái bộ giạc cái đó rồi. Rồi ngồi dưới chuồng, rồi ngồi trên giạc cái đó rồi. Vậy cũng nhậu bình thường. Mà cũng hạn chế mà. Ừ. Chứ đâu dám mời đâu anh ơi. Ngoài đâu có chỗ đâu ngồi. Chỗ đâu ngồi. Sân thì có. Mà nước không à. Mà nước ngập tới cái nền nhà luôn mà. Xuồng bơi vô trong nhà được luôn mà. Em nhớ năm 2000 là xuồng bơi vô nhà không à. Ừ. Anh câu cá là ngồi trên giạc câu luôn. Cái năm 96 nước cũng nhiều. Năm anh mà chưa vợ năm 96 à. Dạ. Rắn cực kỳ ngọt luôn cả nhà. Nó ngon, món nào cũng ngon. Giờ đây mình còn tấm nhum nữa. Đây là nhíp nướng là gì chiên mà. Ừ. Tam xào mới tứ luộc. Mới tứ này là tứ nè. Cái này là tứ nè. Mà tứ thì tứ chứ con này ngon. Trời ơi. Đã có thì húp như con ngon. Y bạn. Quan giả mà. Mời cả nhà mình ăn cái đùi chuột nha. Chuột này chuột cơm. Ngon nha. Này sao? Em đi. Cái gan á. Em đi.
em nhỏ là anh nhượng chứ trời làm anh vẫn khó đấy lắm. Ba cái lận hả? Trời, 10 cái. Vậy bị hút rồi. Thôi giờ kiếm nó hơi khó quá rồi, vô luôn cũng gắn rồi luôn bạn. Vậy đi, cho ngon cái rồi. Ngon quá. Ăn cũng ngon. Lúc gài á là ở trên đồng á, người ta gặt lúa hết rồi. Bắt đầu nó xuống cặp mấy sông, nó ăn cỏ. Ăn phục á mọi người. Nãy giờ ăn liên tục luôn á chứ. Ăn mạnh đi. Ba anh em mình ăn nó. Ba anh em mình không sẻ đâu. Quá trời bữa nay tới luôn rồi. Đi hỏi lại má, má điện cho ăn cá mọi người chưa. Anh Tèo thì đi chở heo á cả nhà. Nay ảnh thường thường hay chở heo đêm. Chở heo cho là heo của người ta. Thường là 10 giờ anh đi thì khoảng 3 4 giờ thì anh về. Bây giờ chứ anh chưa về. Chưa đâu. Lát nó chạy về ngang mà mình không điện thoại nè. Không điện thoại mình điện không. Dạ. Mình không ghét chơi luôn. Ngon quá. Ngon. Gắn dừa mình làm dừa ăn luôn, không bị dai quá mà không mềm quá. Đã thiệt chưa? Ngon, có thơm bụi xả, rồi thơm củ hành mình hầm rồi mình nấu cho nó gà nước đó. Đủ nó ngọt nữa. Đủ ngọt. Gắn nó ngọt nữa. Đúng rồi. Các thứ hòa quyện với nhau. Tinh tí không? Ôi ôi vàng, thật coi. Đó, trời ơi. Này cả nhà, vô nóng quá. Nóng. Rồi, vô công nhân này cả nhà. Vàng nín luôn. Vàng nín luôn. Phương đi, chiên Phương cái đùi đi. Vô phục cái đùi đi. Trời ơi, mình cái gì cũng được. Ăn, ăn đi Phục. Ờ, đó đó. Thế thì ăn đi. Anh lại thích ăn cái, thích ăn cái bọng tự đây cho nên. Ồ, nè. Anh Phương, Phương. Phương ăn đi. Vậy hả? Để sáng. Phục ăn, mình ăn gì. Rồi nó nóng vậy ăn mới đã nè. Rồi, vô công nhân. Mà nướng không có ướp gì cho nghe cả nhà. Này nướng, nướng tươi. Nướng tươi luôn. Nướng mọi luôn. Rồi cả nhà mình ăn cái đùi công nhum nha. Kèm này vô. Bao nhiêu kèm vô cái mới được chứ. Quá trời rồi. Ớt chứ mà ớt chín chưa kịp nữa. Ớt canh luôn. Dạ, tới chỉ ngọt. Ngọt. Đã rồi. Hoa ra. Nước còn ướp nữa. Là nó khét. Tại sao thế? Mà em thấy nước mọi gì chấm ớt. Chấm ớt nữa không? Nó còn hương vị. Nó ngọt tự nhiên. Còn hương vị của chuột. Chào tạm biệt cả nhà mình nha. Hẹn cả nhà mình những video kế tiếp nha. Đoạn video của mấy anh em mình cũng dài cả nhà. Hẹn cả nhà mình đến mùa nước nổi mấy anh em mình đi trải nghiệm để săn bắt cho cả nhà mình cùng xem nha. Rồi cho xin chào tạm biệt cả nhà nha. Chào tạm biệt cả nhà mình nha. Hẹn video đi mùa nước nổi cả nhà ơi.